Slyšel mě. Đây. Ăn ngon làm gì đó hả? Chị Chi có biết ăn không? Trời. Nổ quá. Con chưa tắm nữa. Ý sao tụi nói gì vậy? Tại tôi đang quay cái gì? Tại cái đầu của tôi. Đầu tôi làm sao? Đầu tôi làm sao? Uống kia nó ăn không vậy? Không, tôi uống cho nó ăn. Nó ăn mà. Nè. Ăn nè. Trước. Trời ơi, đùa gì? Không có hiểu ý người ta gì hết. Mình chó thì cũng sao thịt nó ăn lâu thôi. Ừ, văn cơm với hương su thôi. Nha. Được không? Con Chi nó ăn mà hình như nó không có thích. Không ăn hả? Để bụng ăn cơm. Thôi.